Đông đến rồi, 6 ngày ảo hot đi top 1 khám phá, giảm giá tới 30% dành cho fan top 1 nhé. Công việc nào phù hợp với tính cách của 12 cung hoàng đạo? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh top 1 khám phá. Các bạn thân mến, chắc chắn rằng các bạn đã ít nhất một lần tự hỏi xem rằng tương lai mình sẽ làm công việc gì, hay là công việc nào thực sự phù hợp với lại năng lực của bản thân mình. Có thể làm giáo viên, bác sĩ, làm y tá, ca sĩ, đầu bếp hay là làm nông. Và nếu như bạn tò mò về điều đó thì hãy cùng nghe xem chiêm tinh 12 cung hoàng đạo gợi ý gì cho bạn nhé. Bạch Dương, du lịch, ẩm thực. Bạch Dương vốn là một người năng động, nhiều năng lượng, sôi nổi và thích khám phá nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Họ đưa ra những quyết đoán khá mạnh mẽ và cứng rắn. Tinh thần làm việc của Bạch Dương luôn bùng cháy hết mình. Dù có khó khăn đến mấy, Bạch Dương luôn cố gắng tìm cách vượt qua. Bởi thế, đường công danh sự nghiệp của Bạch Dương khá tươi sáng và tốt đẹp. Tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Tuy thời trẻ và trung niên chưa gặt hái được nhiều thành công, nhưng thời hậu vận khá thành đạt với những công việc kinh doanh về lĩnh vực bất động sản, ẩm thực hoặc du lịch. Ngoài ra, các Bạch Dương cũng có thể hợp với các công việc liên quan tới hoạt động đoàn hội đội do sự trẻ trung và chịu đổi mới bản thân. Kim Ngưu, luật sư, đầu bếp. Kim Ngưu là một người thích tĩnh lặng, sống nội tâm, không quá bon chen với cuộc sống ngoài xã hội. Kim Ngưu luôn cầu toàn trong công việc, không thích liều lĩnh, cái gì chắc ăn mới dám tiến hành. Đây là tuýp người có tính cách khá cẩn thận và tỉ mỉ. Sống luôn có kế hoạch trước sau, điềm tĩnh và luôn có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Điểm mạnh của Kim Ngưu chính là sự siêng năng, cần cù và chăm chỉ. Bởi thế, Kim Ngưu nhà chúng ta rất hợp với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, ví dụ như là công việc giáo viên, luật sư hay đầu bếp. Song Tử, bất động sản, bán hàng. Song Tử vốn là một người khá thông minh, tài giỏi và nhanh nhẹn. Chỉ cần có cơ hội, Song Tử sẽ gặt hái nhiều thành công. Tính cách của Song Tử khá thoải mái và vui vẻ, thích giao tiếp với mọi người xung quanh. Song Tử luôn dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm tòi mọi thứ trong cuộc sống. Chính nhờ vào sự sáng tạo và tư duy của Song Tử mà vận trình sự nghiệp ngày càng thành công và gặt hái được nhiều tiền của vật chất. Bởi tính cách này mà Song Tử thích hợp với những công việc năng động và sáng tạo. Những nghề nghiệp phù hợp với cung hoàng đạo Song Tử, ví dụ như kinh doanh lĩnh vực ăn uống, bán hàng, bất động sản, pha chế hoặc du lịch, thời trang. Cự Giải, giáo viên, làm nông. Cự Giải là chòm sao khá nhạy cảm và giàu cảm xúc. Tình cảm của Cự Giải khá đong đầy, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác dù họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng chính là điểm nổi bật khiến cho Cự Giải luôn được mọi người xung quanh yêu mến và tôn trọng. Tuy bên ngoài của Cự Giải khá yếu đuối, mong manh, nhưng tiềm thức bên trong tâm hồn của họ lại rất mạnh mẽ. Chính bởi tính cách này mà Cự Giải thích hợp với những công việc tập thể, cộng đồng. Cự Giải chính là người liên kết tình cảm của mọi người với nhau. Công việc phù hợp với Cự Giải đó chính là giáo viên, các hoạt động xã hội, tình nguyện viên, chuyên gia tâm lý hoặc làm nông. Sư Tử, công việc mang tính chất giải trí. Sư Tử là một trong những chòm sao có tính cách khá nóng nảy và khó chịu. Tuy năng lực của Sư Tử thì khá thông minh và tài giỏi, nhưng chính tính cách này đã phá hủy đi đường công danh của bản thân. Tính nóng nảy, vội vàng sẽ khiến cho Sư Tử đánh mất rất nhiều cơ hội vàng trong công việc làm ăn. Sư Tử luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Những quyết định của Sư Tử khá mạnh mẽ và chắc chắn. Bởi thế, Sư Tử xứng đáng là người dẫn dắt, lãnh đạo đầy tiềm năng. Chính vì tính cách này mà Sư Tử rất thích hợp với những công việc có tính mạo hiểm cao. Một là thành công đem lại nhiều may mắn tiền của, hai là thất bại trắng tay. Bởi thế, nghề nghiệp thích hợp với Sư Tử là những công việc mang tính chất giải trí, có thể làm người nổi tiếng, người mẫu hay các hot teen, hoặc cũng có thể là đội ngũ đứng sau những người nổi tiếng. Ngoài ra, với tâm hồn tận hưởng cao nhất 12 cung hoàng đạo, Sư Tử rất thích hợp kinh doanh ăn uống, nhà hàng và khách sạn. Sử Nữ, nhà văn, phê bình ẩm thực. Sử Nữ luôn có tính cách khá tỉ mỉ và cầu toàn trong mọi việc. Một con người dành cả cuộc đời này để theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, muốn người khác được như mình. Chưa kể sự tinh ý, nhạy cảm hay nói thẳng ra là hay xăm soi của Sử Nữ cũng khiến cho những người xung quanh có chút e dè. Nhưng cũng nhờ vào tính cách này mà Sử Nữ luôn gặt hái được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống.
Không những thế, Sử nữ là người thích học hỏi và đam mê, tìm tòi cái mới. Họ có thể bỏ ra hàng giờ để suy nghĩ vấn đề mà họ đang thắc mắc. Bởi thế, Sử nữ chỉ thích hợp với những công việc đòi hỏi sự toàn mỹ, tỉ mỉ, ví dụ như biên tập, nhà văn, phê bình ẩm thực, food stylist hoặc đạo diễn, kịch bản. Thiên bình, ngoại giao, nhân sự. Như chúng ta đã biết thì Thiên Bình là một người có tính cách khá thoải mái và vui vẻ. Thiên Bình là người rất khéo léo trong việc ăn nói và cư xử. Bởi thế mà các mối quan hệ trong giao tiếp luôn tốt đẹp, thân thiết. Thiên Bình có thể chinh phục người khác khi mới tiếp xúc bởi lời nói của họ khá chuẩn và ngọt ngào. Chưa nói, trong 12 cung hoàng đạo, Thiên Bình cũng là cung có ngoại hình, nhan sắc xếp vào top cao. Đây chính là điểm mạnh khiến cho Thiên Bình thành công hơn trong công việc của bản thân. Bởi thế, Thiên Bình nên chọn những công việc mang tính giao tiếp, ví dụ như là du lịch, nghệ thuật, ngoại giao, kinh doanh, đàm phán nhân sự, giám sát hay là dịch vụ khách hàng. Bọ cạp, phóng viên, nhà báo. Trong 12 cung hoàng đạo, bọ cạp có lẽ là cung dị nhất, đặc biệt nhất. Bọ cạp là người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Họ là người khá gai góc, khó chịu mà người khác gặp mặt sẽ e ngại, dè chừng. Bọ cạp là người có những sở thích và đam mê trái ngược với mọi người. Những sáng tạo của bọ cạp luôn bị người khác cho rằng là điên rồ, không có thật. Tuy nhiên, những sáng tạo này có thể giúp cho bọ cạp trở thành những nhà lãnh đạo tài năng. Bọ cạp luôn có cái đầu khôn ngoan, tuy nhiên có một chút lạnh lùng. Một là một, hai là hai. Bọ cạp luôn phân định rõ ràng giữa tình cảm và công việc. Bởi thế, những công việc mà bọ cạp nên lựa chọn là chuyên gia ẩm thực, nhà khoa học, nhà khảo cổ, chính trị gia, bác sĩ phẫu thuật hay là phóng viên điều tra. Nhân mã, du lịch, ẩm thực. Nhân mã là một con người có tính cách khá sôi nổi, sống hướng ngoại, thích bay nhảy. Dù trong công việc hay tình cảm, nhân mã là người luôn thích tìm kiếm những cái mới mẻ. Nhân mã không thích ai ràng buộc và tạo sức ép cho mình. Đổi lại thì những sáng tạo và tư duy của nhân mã luôn giúp cho đường công danh gặt hái được nhiều thành công. Không những thế, sự khéo léo trong giao tiếp cũng là điểm mạnh mang lại nhiều thành công cho nhân mã. Nghề nghiệp phù hợp với nhân mã đó là du lịch, ẩm thực, văn học, tôn giáo và nghệ thuật. Những công việc đòi hỏi sự cầu toàn và khả năng ngoại giao tốt. Ngoài ra thì nhân mã còn là người thích bay nhảy đó đây, thích những cái mới và sẽ cảm thấy bất hạnh nếu bị ép buộc ngồi một chỗ. Vậy nên, nhân mã cũng có thể tham khảo một số công việc đi lại nhiều, ví dụ như là hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch viên hoặc phóng viên. Market, khoa học kỹ thuật. Market là một người có tính cách khá thao lược và mưu trí. Họ luôn tìm cách để gặt hái thành công. Dù có khó khăn đến mấy thì Market vẫn kiên trì và cố gắng vượt qua. Không những thế, lối sống của Market khá bền vững, tỉ mỉ. Họ luôn phấn đấu đến cùng để đạt được những gì mà mình mong muốn. Điểm mạnh của Market chính là cái đầu khôn ngoan và mưu trí hơn người. Những tính toán của Market luôn khiến người khác phải khâm phục và làm theo. Cũng chính tính cách này mà Market thích hợp với những công việc đòi hỏi áp lực cao, ví dụ như là kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và quản lý. Ngoài ra thì sự kiên trì bền bỉ và có chút cứng đầu bướng bỉnh của Market lại khá hợp với bác sĩ, y tá, khi mà cái ngành nghề này cần rất nhiều thời gian học tập nghiên cứu. Nhưng tất nhiên, Market cũng nên hạn chế những khi bốc đồng, nói buông là buông tất cả của mình. Bảo Bình, nhà triết học. Bảo Bình là người có tính cách khá độc lập, thích làm theo những gì bản thân mình thích và chìm vào trong thế giới nội tâm của riêng mình. Với Bảo Bình, không có gì hấp dẫn hơn tinh thần tự do và những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Bạn mơ mộng, ưa khám phá và không muốn bó buộc bản thân vào trong những quy tắc. Sở hữu sức sáng tạo dồi dào, Bảo Bình luôn tìm tòi những điều mới lạ và ý tưởng độc đáo. Ngoài ra, bạn còn là một người sống có triết lý và có một trái tim nhân hậu. Nghề nghiệp phù hợp với Bảo Bình đó là phi hành gia, đạo diễn, nhà triết học, nhà khoa học, nhà phát minh, phi công, nhạc sĩ, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia. Với cá tính đặc biệt và khả năng sáng tạo không giới hạn, Bảo Bình có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn so với những cung hoàng đạo khác. Tuy nhiên, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, các Bảo Bình không nên cậy vì thế mà chọn bừa hoặc chọn làm nhiều cùng một lúc nhé. Cố quá sẽ thành quá cố đấy. Song Ngư, kinh doanh, giải trí. Song Ngư là một người có tính cách khá trầm tính và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, Song Ngư lại là người khá thành thật, ăn ngay nói thẳng. Trong cuộc sống luôn được người khác yêu mến và quý trọng.
Không những thế, song ngư không thích sự gò bó, yêu ghét luôn cân nhắc rõ ràng. Chính tính cách này khiến cho song ngư chỉ thích hợp với những công việc mà bản thân yêu thích, ví dụ như là tự kinh doanh, giải trí, những công việc liên quan đến xã hội, từ thiện, có thể là làm cho các tổ chức phi chính phủ về giáo dục và xã hội. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm tính cách của 12 cung hoàng đạo. Các bạn hãy tham khảo và lựa chọn cho mình một công việc ổn định và phù hợp nhất. Tùy theo tính cách và đam mê của mỗi người mà lựa chọn công việc sẽ hoàn toàn khác nhau. Chúc cho các bạn sẽ có những lựa chọn đúng đắn. Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều may mắn, tài vận trong đường công danh sự nghiệp của mình. Đến đây thì các bạn đừng quên like, share video và để lại comment nhé. Sau đó subscribe kênh Top 1 Khám Phá, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Trên màn hình là những video khác về 12 cung hoàng đạo. Nếu như bạn quan tâm thì hãy click vào xem tiếp nhé. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!